Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, dân hương và các thứ rau mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến thiên chúa phải thi hành những điều này và không được bỏ những điều kia khủng cho các ngươi hỡi những người biệt phái vì các ngươi ưa thích ghế nhất trong các hội đường và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ khủng cho các ngươi vì các ngươi giống như những mồ mà không rõ rệt Người ta bước đi ở trên mà không hay biết Có một tiến sĩ luật trả lời người rằng Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa Người đáp lại rằng Hỡi những tiến sĩ luật khốn cho các ngươi nữa Vì các ngươi chất lên vai người ta Những gánh nặng không thể giác được mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô người khen Chúa. Thương bạn chiêm chúng ta đang chiêm ngắm những đức tính của thánh du xe được chứa đựng trong tên gọi của ngài được các tác giả công giáo khám phá ra và tuần rồi chúng ta chiêm ngắm đức tính đầu tiên ở ký tự đầu trong tên của ngài joseph chữ tri justia và đó là đức công chính. Ngày hôm nay con xin mời gọi ông bạn chị em chúng ta cùng nhau chiêm ngắm đức tính thứ hai ở ký tự thứ hai, ký tự ô. Đó là đức tính vâng lời. Viết tắt của từ obedientia. Khi chia sẻ với ông bạn chị em về tông thư patrice cote trái tim của người cha tông thư mở khai mở năm thánh đặc biệt về thánh du Xe của đức thánh cha francisco con đã chia sẻ với ông bạn chia một điểm đó là thánh du Xe, người cha vân phục và chúng ta nhận thấy rằng thánh du Xe đã luôn vân phục thánh ý thiên chúa trong mọi hoàn cảnh và Ngài luôn làm thinh làm theo thánh ý Thiên Chúa, không một chút thắc mắc, không một chút đắn đo do dự. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục chiêm ngắm về đức tính này nơi thánh cả qua ba cái điểm. Điểm thứ nhất đó là đức vâng lời được thể hiện như thế nào. Điểm thứ hai Thánh Du Xe đã sống đức vâng lời như thế nào trong cuộc đời của Ngài Và thứ ba chúng ta học được bài học gì Nơi đức vâng lời của Thánh Cả Du Xe Trở lại điểm thứ nhất thương bạn chị em Đức vâng lời là gì Vâng lời theo tiếng Latin đọc là obedientia Có nghĩa là nghe theo lời của một ai đó cách thận trọng và đem ra thực hành nghe theo lời của ai đó cách thận trọng và đem ra thực hành theo nghĩa này chúng ta thấy vân phục là một hành vi đi từ đôi tay của sự lắng nghe đến khối óc của sự phân định rồi đi đến trái tim của sự tuân phục và cuối cùng đi ra đôi bàn tay của sự thi hành. Phải hội đủ và phối hợp hài hòa bốn nhịp thì mới có một đức vân lời một cách trọn vẹn đó là đôi đôi tay rồi tới khối óc rồi tới con tim và cuối cùng đến bàn tay nếu thiếu như một trong bốn nhịp thì sẽ thiếu đức vâng lời thiếu sự vâng lời có thể là do thiếu sự lắng nghe mà người ta nói nôm na là nước đổ đầu dịch lời nói thoảng qua như gió thoảng nghe mát lỗ tai nhưng mà không thể nào đi vào đôi tai được Đó là sự thiếu lắng nghe Và thiếu lắng nghe sẽ đưa đến thiếu vân phục Rồi thiếu vân phục cũng có thể do Không có sự phân định Đó không phải là một cái sự dân phục đúng nghĩa Nếu như không có sự vân phục Không có sự phân định Nghe và làm theo mà không có phân định đúng sai làm theo một cách tối mặt người ta kêu trồng cây chuối ngược cũng trồng chứ không có phân định coi nó đúng hay là nó sai dân lời theo cái nghĩa này đó là dân lời tối mặt chứ không phải là dân phục một cách đúng đắn thiếu sự vân phục cũng có thể là do thiếu con tim của sự tuân phục Ngoài mặt thì bằng lòng Nhưng mà rồi trong bụng thì không có chịu Dầu rằng bên ngoài làm theo Nhưng mà trong lòng không phục Thương bạn chị em Làm như vậy cũng thiếu đi sự tuân phục Và thứ ba Đó là thiếu sự vâng lời Do thiếu sự thi hành gọi thì dạ, bảo thì vâng, nhưng mà rồi không làm, giống như đứa con trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe, có một cái đứa con, cha nó nói cái gì nó cũng vâng vâng, nó cũng dạ dạ, nhưng mà rồi sau đó thì sao? nó không làm theo, cho nên thiếu cái sự thi hành cũng thiếu cái đức phân lời như vậy tóm lại để có một cái đức vâng lời trọn vẹn phải biết lắng nghe của đôi tai phải biết suy nghĩ lẽ phải đúng sai của khối óc và phải biết tuân phục bằng trái tim của mình và cuối cùng phải đem ra thực hành nơi đôi tay của mình có như vậy thì mới là một cái đức vân phục Đức vâng lời trọn vẹn Vậy thì chúng ta bước sang cái điểm thứ hai Chúng ta nhìn vào Thánh Du Xe Coi Ngài sống đức dân phục như thế nào Có nhiều biến cố để chúng ta nhìn vào lắm Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhìn vào một biến cố thôi Đó là biến cố truyền tin cho Thánh Cả thánh cả thương bạn chị em chắc hẳn là một người luôn luôn lắng nghe tiếng chúa và luôn luôn muốn được chúa nói với mình cho nên lời chúa không chỉ vang dội cho thánh cả trong khi thánh cả cầu nguyện lúc tỉnh thức mà lời chúa còn đi vào trong thánh cả ngay trong giấc mơ nữa ngay trong giấc ngủ nữa dù tỉnh thức hay là nghỉ ngơi thánh cả đều mở lòng để đón nhận lời chúa đến với mình vì vậy mà trong biến cố này giấc mơ trong giấc mơ tiếng chúa đã đến với thánh cả rồi thánh cả không chỉ nghe suông mà thánh cả còn biết phân định phân định coi đó có phải là tiếng của Chúa hay không. Và chính vì biết phân định, cho nên dù rằng chỉ nghe tiếng của thiên thần nói với mình mà thánh cả đã phân định được đó là tiếng Chúa muốn nói với mình và đó là thánh ý của Chúa muốn trao ban cho mình nhiệm vụ để mà mình thi hành cho nên thánh cả đã nhận ra đó là thánh ý thiên chúa rồi với con tim yêu mến khi nhận biết rằng đó là thánh ý thiên chúa thánh cả đã dẹp bỏ những ý riêng tư của mình để cho ý thiên chúa được lớn lên trong người của mình và trong con tim yêu mến của mình cho nên thánh cả đã hoàn toàn tuân phục theo thánh ý của thiên chúa và rồi cuối cùng thương bạn chị em khi tỉnh dậy thánh cả không chỉ nghe suông không chỉ để tâm mà thánh cả còn thi hành thánh ý thiên chúa nữa khi tỉnh dậy thánh cả lập tức đón rước đức maria về nhà của mình để mà giữ gìn để mà chăm sóc đức maria và con của mẹ như vậy thương bạn chị em chúng ta nhìn vào cuộc đời của thánh Giuse, xe chúng ta thấy ngài đã sống trọn vẹn đức vân phục khi biết luôn luôn lắng nghe tiếng chúa khi biết để tâm suy nghĩ coi đó có phải là thánh ý thiên chúa hay không và khi nhận ra thánh ý thiên chúa thì để tâm yêu mến và tuân phục thánh ý chúa và cuối cùng đem ra thực hành trong đời sống của mình đến đây chúng ta sang điểm thứ ba nhìn lại đời sống của mỗi người chúng ta chúng ta học hỏi coi mình có sống được như thánh du xe hay không khi sôi chiếu vào đức vâng lời của thánh du xe nhiều khi chúng ta thấy mình còn thiếu đức văn lời nơi bản thân của mình lắm. Thiếu đức văn lời có thể do chúng ta thiếu sự lắng nghe tiếng Chúa. Thiếu lắng nghe tiếng Chúa cho nên tiếng Chúa chưa bao giờ tác động đến đời sống của chúng ta được. Chúng ta chỉ biết sống theo bản năng, chúng ta chỉ biết sống theo ý mình mà thôi rồi chúng ta thiếu đức vâng lời bởi vì chúng ta chưa có biết phân định đâu là ý chúa đâu là ý mình mà phần lớn nhiều khi chúng ta sống theo ý mình thậm chí chúng ta làm theo ý mình mà nghĩ rằng đó là ý chúa thử nhìn vào các nhóm lạc giáo chúng ta nhìn thôi coi Nghĩ rằng đó là lời Chúa nói Nhưng mà thật ra ý mình nói Cho nên không đồng điệu với lại lời dạy của giáo hội Đi chật ngoài giáo hội Đó là thiếu sự khôn ngoan Phân định đâu là ý Chúa Đâu là ý của mình Rồi chúng ta thiếu đức vâng lời khi chúng ta chưa có con tim tuân phục ý Chúa Ý mình là trên hết Sống theo ý Chúa sao khó quá Nhiều khi chúng ta không chấp nhận những hoàn cảnh đến với mình Mà những hoàn cảnh đó có thể trái ý mình Để rồi nhiều khi chúng ta không chịu đón nhận Và thậm chí chúng ta quay lưng lại Gàm ràm trách móc Chúa nữa trong thời dịch bệnh này có những cái chết đến rất bất ngờ có những cái chết đến ngoài mong muốn những người trong gia đình của nạn nhân có vui lòng đón nhận không hay là chúng ta phản ứng trách móc chúa dù rằng nguyên nhân không phải do chúa nhưng mà chúng ta trách móng chúa chúa ơi sao không cứu người thân của chúng con đâu biết rằng chúa có thể vẽ đường thẳng trên những cái cong queo của cuộc đời chúa sửa lại cho nó tốt đẹp hơn chúa an bài mọi sự tốt đẹp hơn những gì xảy ra một cách bất hạnh chúng ta có con tim yêu mến để tuân phục để tin tưởng và phó phát vào chúa hay không và cuối cùng chúng ta thiếu đức văn phục khi chúng ta không có quyết tâm thi hành chúng ta không có cố gắng thi hành vì vậy mà nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở cái mong muốn suông ngày hôm nay thấy cái điều đó tốt đẹp quá chúa dạy con tốt đẹp quá vâng con muốn làm lắm con quyết tâm sẽ thi hành cái điều đó nhưng chỉ dừng lại ước muốn Chỉ dừng lại ở sự quyết tâm Chứ chưa đem đến cái đôi tay thực hành Vì vậy mà chúng ta vẫn thiếu đức vân phục Sống như Thánh Du Xe Nôi gương Thánh Du Xe sống đức vân phục Là mỗi người chúng ta phải mở lòng ra Mở đôi tay của mình ra Để lắng nghe tiếng Chúa và chúng ta phải biết khôn ngoan phân định đâu là thánh ý chúa một cách thật sự rồi chúng ta phải biết dùng con tim để mà đón nhận thánh ý thiên chúa và cuối chiều cùng chúng ta phải đem đến đời sống của chúng ta thực hành thánh ý thiên chúa có được như vậy chúng ta mới sống đức dân phục một cách trọn vẹn xin cho mỗi người chúng ta biết nhìn ngắm thánh cả du xe sống đức dân phục ngõ hầu chúng ta sống theo để chúng ta sống trọn vẹn đức vân phục vân phục thiên chúa thì tốt đẹp dân phục thiên chúa sẽ đem lại nhiều ích lợi cho cuộc đời của mỗi người chúng ta amen